Xin chào các bạn đã quay lại cái video kế tiếp trong loạt video về tiếng Anh dành cho MMO, tức là Make Money Online trên các platforms e-commerce của Mỹ như là eBay, Amazon, Shopify, SunFrog, Teespring, Wanilo, CafePress, Google AdWords nha các bạn. Thì cái thủ pháp kế tiếp rất là tuyệt vời các bạn. Thủ pháp thứ hai mà chúng ta học ở đây về Mỹ thư pháp đó là alliteration, tức là điệp âm các bạn. Và alliteration, điệp âm được định nghĩa là như thế nào? Đó là repetition, đó là sự lặp lại, the same sound, cùng cái âm, âm hưởng, cái âm nó tương tự nhau nhưng nó lại suggesting, nó lại gợi ra một cái idea hoàn toàn mới lạ, bất ngờ và mang tính đột phá các bạn. Tức là sự lặp lại, tức là những cái từ mà cùng âm thanh nhưng nó lại đưa ra những cái ý hoàn toàn khác và rất là gây bất ngờ các bạn. Ví dụ như để quảng cáo cho dàn âm thanh nổi của Sony các bạn, Beethoven, thì chỉ dùng 3 từ các bạn là Beatles, là ban nhạc pop rock nổi tiếng của Anh. Còn cái từ thứ hai là Beatles, là cái âm thanh phát ra từ cái côn trùng cánh cứng như là con dế, nó kêu trong chiều mưa các bạn, trên cánh đồng, rất là melody, rất là êm dịu. Và cái từ thứ ba là Beethoven, là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức. Ludwig van Beethoven là nhà soạn nhạc người Đức, coi như là hình tượng, là biểu tượng trong cái giai đoạn mà chuyển từ cái âm nhạc cổ điển sang nhạc lãng mạn. Tức là tên của một cái dàn nhạc nổi tiếng, nhạc pop rock của Anh, Beatles, và tên của một cái nhà soạn nhạc nổi tiếng cổ điển của người Đức. Tức là cái dàn âm thanh nổi Sony của chúng tôi có khả năng chơi được những cái bản nhạc từ tần số cao pop rock của Beatles tới những cái bản nhạc giao hưởng tần số thấp của Beethoven, và cái âm thanh thì phát ra rất là du dương êm đềm như là Beatles, như là có tiếng dế kêu mà trong cái buổi chiều mưa các bạn. Beethoven, bạn thấy là lặp lại repetition come Beethoven, nhưng mà nó suggesting, nó gợi lên một cái ý hoàn toàn mới lạ. Và nó mang ý tính tương phản, tức là dàn âm thanh nổi Sony có thể chơi được những bản nhạc từ tần số thấp của nhạc cổ điển của Beethoven tới tần số cao pop rock của Beatles, và tiếng âm thanh phát ra rất là du dương, êm dịu và không có gắt các bạn. Rất tuyệt vời. Chỉ còn ba cái từ cho nó là hai danh từ, một tên của ban nhạc pop rock nổi tiếng của Anh và tên của một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, đúng bạn, và một cái danh từ chung là Beatles. Thì ba cái từ này được chọn rất là đắt, và cái thủ pháp sử dụng Mỹ thư pháp cụ thể ở đây là alliteration, tức là điệp âm, hoặc là để quảng cáo cho cái phong trào, cái thời trang, cái mái tóc giả hoang dại, mang dại, white, quick, wave, cùng có cái âm w lần trước đúng không ạ? Hoặc là hay bị viết là mặt trời, cái như là lặng một cách nhẹ nhẹ, chậm rãi, thì ta dùng cái từ âm sờ lần trước là sun sinks slowly, cùng điệp âm là âm sờ lần trước, đúng bạn. Và ứng dụng cụ thể để viết những cái slogan áo thun bằng những câu chữ đơn giản, tinh tế, và chỉ cần một cái hai cái câu này bạn, rất là tinh tế, với một cái hình ảnh của một trái tim, tức là medical heart, trái tim mà medical các bạn, đồ họa, thì cái mẫu áo thun này đã bán cái số lượng rất là cao, trên 5,000 cái áo. Và tôi sẽ minh họa cho các bạn xem. Tức là cái câu chữ là cute enough to stop your heart và skilled enough to restart it. Cute là skilled. Cute có nghĩa là mình nói đứa bé đó, nó cute, nó hồn nhiên nhí nhảnh, nó dễ thương. Hồn nhiên nhí nhảnh, dễ thương, như xinh xắn. Enough là đủ, tức là rất là xinh xắn, có thể làm ngưng trái tim của bạn, tức là có thể làm tan chảy trái tim của bạn về cái vẻ đẹp bề ngoài như thiên thần các bạn. Rất là xinh xắn dễ thương, có thể làm tan chảy trái tim của bạn. Nhưng khi đụng chuyện, khi bạn bị bất tỉnh, bị tai nạn, thì vào cấp cứu, thì những cái thiên thần áo trắng đó, thì skill, rất là lành nghề, tay nghề rất là
cao cường ha, chắc là lành nghề rất là giỏi, có thể làm restart, khởi động lại trái tim của bạn, có thể làm bạn hồi phục lại, tỉnh lại. Đó, rất tuyệt vời. Tức là kill và skill này, cái từ đồng âm, nhưng mà nó gợi nên một cái kill là cái vẻ xinh xắn bề ngoài, còn skill là cái kỹ năng bên trong, nó gợi lên cái bề ngoài trông rất là mỏng manh, dễ vỡ và xinh xắn như thiên thần, nhưng khi đụng chuyện thì rất là lành nghề, rất là tay nghề, rất là giỏi, rất là cứng cáp, có thể khiến cho bạn hồi tỉnh, tức là coi như là bình phục trở lại. Thì đây là cái cặp câu chữ quảng cáo nhắm vào cái tệp khách hàng là các y tá CNA, là Certified Nursing Assistant, Registered Nurse Y tá 2 năm, LPN là License, Practical Nurse Y tá 1 năm ở bên Mỹ. Và đây là bạn thấy đó, cụ thể đó, thì cái mẫu áo này với hai cái câu chữ đó và trái tim ở giữa, ta bán được cái doanh số là 5.473 cái áo. Và trên nền tảng là T-Spring, là một cái platform chuyên bán áo thun của Mỹ. Và cái giá bán là 39.99 thì coi như $40. Đó, thì bán một cái áo này thì T-Spring cho cái người list lên là 50%, tức là một cái áo được $20 nhân 5.473 cái áo bán được, thì các bạn có thể thấy là cái doanh số, cái số một cái là $20, 22 mà nhân với 5.000 là 10.000, xong là $100,000, tức là bán một cái mẫu áo này xong là coi game over luôn, được trên $100,000, là được hơn 2 tỷ đồng Việt Nam, rất tuyệt vời. Thì như này để sẽ minh họa cho các bạn cái hai câu chữ nó cụ thể như thế này, tức là skills enough to stop your heart và skills enough to restart it, và nhắm tới tệp khách hàng là các nhân viên y tế trong các bệnh viện, các trung tâm vật lý trị liệu, các nhà dưỡng lão của Mỹ. Các cô y tá này rất là xinh xắn, có thể làm trái tim bạn tan chảy lần đầu gặp, nhưng khi đụng chuyện thì bạn bị tai nạn hoặc là bất tỉnh nhân sự đó, thì các cô này rất là nghề, tay nghề rất là giỏi, có thể làm bạn bình phục trở lại. Và đây còn cái thủ pháp là đối, một cái là stop, một cái là restart, một cái là ngưng, một cái là bắt đầu lại sự sống, rất tuyệt vời. Và cái thủ pháp về alliteration, về điệp âm đã được sử dụng, đúng không bạn, trong cái ví dụ hai câu cuối cùng này, cũng như là cái một quảng cáo của dàn âm thanh nổi Sony Beethoven. Và hy vọng chúng ta sẽ sử dụng một cách sáng tạo, không khó lắm các bạn, để tạo ra các cái mẫu áo thun, các slogan bằng những câu chữ ngắn gọn, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, để chúng ta có thể bán được trên cái nền tảng T-Spring hoặc eBay, Amazon với tư cách là mẫu áo sạch 100% và không sợ bị vi phạm bản quyền nếu chúng ta dùng được câu chữ như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.